Xin chào các bạn, mình là Minh của Tem Ăn Game. Với các bạn đã biết tới kênh của mình qua các video về series Bioshock thì mình nghĩ các bạn cũng đã bội thực với dòng game đó rồi. Vậy thì hôm nay mình sẽ mời các bạn một món ăn khác, một món ăn siêu anh hùng, đó chính là Batman Arkham Origins. Series Batman Arkham gồm 4 phần đã quá nổi tiếng rồi, và đây tuy là phiên bản thứ 3 nhưng lại đặt mốc thời gian đầu tiên của cả dòng game. Và như thường lệ, spoiler alert, bối cảnh trong game xảy ra vào đêm Giáng sinh tại thành phố Gotham lừng lẫy. Ở thời điểm Bruce Wayne đã làm Batman được 2 năm, nhưng dư luận vẫn còn cái nhìn không mấy thiện cảm với kẻ tư pháp này, đặc biệt là đại úy James Gordon. Vào đêm Giáng sinh này, Bruce nhận một bảng tin về một vụ náo loạn ở nhà tù Blackgate do Black Mask cầm đầu. Đồng thời, hắn đã bắt ủy viên Gillian Bellows làm con tin. Vừa hay tin, Bruce Wayne đã khoác lên mình bộ đồ Batman và lái chiếc Batwing tới đó. It is Christmas Eve, sir. Khi tới đây thì nhà tù đã tràn ngập thuộc hạ của Black Mask, đặc trưng bởi thằng nào cũng mang một chiếc mặt nạ màu đen. Ngoài ra, trong cuộc bạo loạn thì các thành phần tội phạm bất hảo cũng được thả ra. Nhưng dăm ba thằng nít ranh này thì Batman chỉ dùng vài đòn là có thể hạ được. Thêm một chút tra khảo nữa từ một tên trong số chúng, Batman đã biết được nơi mà Black Mask bắt ủy viên Loof đi, đó chính là phòng tử hình. Trên đường đi, Batman cũng trông thấy một sinh vật có hình dáng con người khổng lồ nhưng có các cấu trúc cơ thể tương tự với cá sấu, và hắn đã hợp tác với Black Mask trong cuộc bạo loạn tại nhà tù này. Đến được phòng tử hình, tuy nhiên Batman đã trễ. Black Mask cùng với sinh vật to lớn kia đã quăng ủy viên Loof vào phòng hơi ngạt và giết chết ông ấy trước khi anh kịp tới giải cứu. Batman đành phải đùa theo hai tên đó để bắt giữ chúng lại trước khi chúng rời khỏi đây. Trên đường, Batman cũng nhặt được một chiếc thẻ nhớ từ một con roi bay đã bị hỏng. Nhưng chiếc thẻ nhớ kia đã bị hư tổn, nhưng với công nghệ tại Batcave thì có thể sửa được nó. Lên tới bãi đáp máy bay trên tầng thượng của nhà tù, Black Mask đã kịp chạy thoát, nhưng tên người cá sấu khổng lồ được biết tới với cái tên là Killer Croc đã ở lại, và hai người đã có một cuộc chạm trán với nhau. Đây không hẳn là một trận solo. Tên Killer Croc có lợi thế về sức mạnh và số lượng, nhưng kết quả cuối cùng lại nghiêng về Batman. Khi Batman đang trao khảo Killer Croc về vị trí của Black Mask thì hắn ta đã nói bóng gió về những sát thủ gì đó sẽ tìm và giết anh, nhưng hắn không nói thêm gì nữa. Batman đành phải đánh hắn bất tỉnh, và đúng lúc đó, phía cảnh sát dẫn đầu bởi đại úy Gordon cũng ập tới và làm anh phải rời đi bằng Batwing, trở về căn cứ của mình để tìm thêm thông tin qua chiếc thẻ nhớ bị hư hỏng. Assassins, sir, as in more than one. That's right. And you heard this from the mouth of a crocodile, then? His name is Killer Croc. He's already behind bars. Oh, I pity his cellmate. I don't. Let's see what else is on the drone's hard drive. Each of them gets one of these envelopes. I need them delivered tonight. They're all hired killers, the best in the business. Black Mask isn't messing around. Slade Wilson, Deathstroke, former military, subject of a failed medical experiment. Failed, you say? Garfield Linz, aka Firefly, burns on 90% of his body. His obsession is going to be his end. How unlike anyone I know. Here's a face I don't recognize. Copperhead. Strange. These reports reference a male, not a female. 14 escapes, huh? Well, you won't forget, not... What the... Floyd Lawton, aka Deadshot. Freeze! Says here he's an expert sharpshooter. How on earth? Suspected of many assassinations. Dangerous, but reckless. Street tough named Lester Baczynski. Calls himself Electrocutioner. Shocking. Shiva. Her skill is unmatched. As a hired killer. Is that Warden Joseph? Must be how Black Mask got inside the prison. He
uses torture for intimidation and entertainment. Eight assassins after your head. What are you going to do? I'm going to find out who is operating this drone. Make them tell me what they know. Then I'm going to find Black Mask and put an end to this. $50 triệu, 8 sát thủ và một cái đầu. Đến Giáng sinh này chắc chắn sẽ vui lắm đây. Các hình ảnh kia được thu qua những chiếc droid bay. Bây giờ Batman cần phải tìm ra ai đứng đằng sau vụ dùng droid để thu thập hình ảnh này và sau đó tìm tới Black Mask để bắt giữ hắn. Và Batman đoán rằng những con droid kia có xuất xứ từ một tên trùm tội phạm ở thành phố với biệt hiệu là Penguin. Và theo GPS của con droid thì anh có thể tìm được lính của tên cánh cụt này ở Jezebel Plaza, từ đó tra khảo để tìm ra hắn. Vừa lái máy bay ra ngoài thì thiết bị tự động điều hướng của chiếc Batwing bị nhiễu. Nguyên nhân là do một trạm phát sóng gây nhiễu nên Batman phải rời khỏi máy bay và tắt trạm phát sóng kia bằng tay. Và biết được kẻ đứng đằng sau là một tên tội phạm có tên là Edward Nygmer, biệt hiệu là The Riddle. Tại Jezebel Plaza, có một cuộc mua bán nhỏ đã diễn ra. Batman bất thình lình xuất hiện, đánh bất tỉnh những tên lính lác tại đây và tra khảo tên cầm đầu. Nhưng vừa nhấc bổng hắn lên thì hắn đã xỉu. Batman đành phải dùng một biện pháp mạnh hơn, leo lên một tòa tháp đồng hồ, dốc ngược hắn xuống. Hắn hứa sẽ giúp Batman trả lời những câu hỏi. Nhưng thật không may, đúng lúc đó thì tên Penguin gọi điện cho hắn. Và giờ Batman không cần tới hắn nữa. Thông qua chiếc sim điện thoại lấy được từ tên cầm đầu thì Batman đã có thể định vị được tên Penguin. Nhưng lại xảy ra vấn đề, do gần đó cũng có một trạm phát sóng gây nhiễu nên thiết bị định vị của Batman không xài được, nên anh phải đi tắt cái trạm phát sóng kia. Batman sau đó tìm được vị trí của Penguin và hắn đang ở một con tàu cũ kỹ có tên là Final Offer. Thì ra ở đây đang tổ chức một trận đấu giữa những thành viên trong băng đảng này. Biết được Penguin đang ở văn phòng riêng, còn tên Tracy Burston, một kẻ dưới trướng hắn, cũng đang điều khiển trận đấu. Batman quyết định sẽ đến sàn đấu mà tra khảo Tracy. Và tại đây, thêm một tên sát thủ trong 8 tên được Black Mask thuê đã xuất hiện. Hắn ta chính là Electrocutioner. Hắn ta mạnh mồm rằng sẽ giết Batman rồi giật tim anh để anh tỉnh lại và rồi lại tiếp tục giết anh. Mọi người hãy cùng xem qua trận đấu giữa Batman vs Electrocutioner. I'm looking for Black Mask. Where is he? I ain't here to talk. I'm here to kick your ass. This is your last chance. This might only be two hits. Me hitting you, and you hitting 50,000 volts. Just think of me as a bat snapper. Now, come to the light. Đúng vậy. Bạn không xem nhầm đâu, đây là xong rồi đó. Liền sau đó thì rất nhiều tên lính gác khác nhảy xuống cùng tham gia sàn đấu với Batman. Và kết quả thôi thì đã quá là hiển nhiên. Batman tra khảo một trong số chúng và được biết nếu muốn tới văn phòng của Penguin phải đi qua rạp hát nằm ở phía bên kia của sòng bài. Đến được sòng bài, Batman đã đánh đấm với vài tên Ted Riel. Sau đó Tracy xuất hiện đằng sau cửa kính của phòng điều khiển. Nếu muốn mở cửa tới văn phòng của Penguin, Batman phải lên cái phòng điều khiển kia. Lên được đó, Batman đã giam Tracy lại ở một phòng giam và hack hệ thống máy tính ở nơi đây. Mở khóa cánh cửa tới rạp hát, tại đây có vô số lính canh gác của Penguin. Sau khi giải cứu các nhân viên bảo vệ ở đây, được biết Penguin đã bắt giữ chủ sở hữu của con tàu này là Alberto Falcone. Anh ta là một thành viên trong gia đình tội phạm ở thành phố Gotham. Penguin bắt giữ anh ta vì muốn gia đình này không được nhúng tay vào việc làm ăn buôn bán vũ khí của hắn nữa. Trong khi Penguin đang tra tấn Alberto thì Batman đã xuất hiện, giã cho hắn vài phát, bắt hắn phải nói ra vị trí của Black Mask. Hắn nói rằng ở căn hộ của Black Mask tại tháp Lacey đã có một vụ án mạng. Chưa kịp dứt lời thì Batman đã bị một sợi dây kéo ngược ra sau, và đó chính là do một tên sát thủ được thuê gây ra, Deathstroke. Và trận chiến giữa hai bậc thầy võ thuật diễn ra. Thật sự một tên quân nhân nay là sát thủ như Slade Wilson, thì với Batman đây cũng là một trận 1v1 khó nhằn. Mãi mới hạ được hắn. Nhìn lên thì thấy Penguin đang rời đi. Batman vội lấy thiết bị bắn dây Remote Claw của Deathstroke để đuổi theo nhưng không kịp. Anh liên lạc với Alfred vì được biết vụ án mạng tại tháp Lacey, nạn nhân chính là Black Mask. Điều đó đã làm dấy lên một sự hoài nghi bên trong anh. Anh cần nhanh chóng tới đó để điều tra hiện trường. Trên đường rời khỏi con tàu Final Offer thì trên TV chiếu một đoạn phim của một tên khủng bố mang mặt nạ tự xưng là Anarchy. Được biết hắn đã đặt bao quả bom cỡ lớn ở ba nơi nào đó trong thành phố Gotham. Ra được bên ngoài có một màn hình chiếu lớn. Hình ảnh chiếu của hắn đã thách thức Batman rằng hắn đã đặt bao quả bom cỡ lớn ở ba nơi mà nạn tham nhũng của Gotham đạt cao nhất. Bên trên màn hình chiếu, thông qua một tên thuộc hạ của Anarchy, Batman đã tìm ra được vị trí quả bom thứ nhất, đó cũng chính là sân thượng ngân hàng thương mại Gotham. Và Batman có khoảng 3 phút trước khi quả bom phát nổ. Tại đây anh đã hạ gục những kẻ dưới trướng của Anarchy và vô hiệu hóa quả bom thứ nhất. Sau đó, Anarchy đã cho thêm một thuộc hạ của hắn liên lạc với Batman và anh đã phải tới gặp tên đó và được hắn cho biết vị trí quả bom thứ hai, sòng bài Gotham.
Lần này anh có khoảng 4 phút và điều đó cũng không làm khó được kỵ sĩ bóng đêm. Quả bom cuối cùng nằm ở tòa nhà sở cảnh sát thành phố Gotham, GCPD. Batman được biết điều đó thông qua một tên cấp dưới của Anarchy. Tại đây anh cũng đã hoàn thành công việc như hai lần trước. Sau khi phá bỏ thành công 3 quả bom, Anarchy liên lạc với Batman và yêu cầu anh hãy tới tòa án Gotham để đối diện với hắn. Tại tòa án Gotham, Anarchy muốn hợp tác với Batman trong công cuộc thanh tẩy thành phố và dĩ nhiên Batman từ chối. Một mình Batman đang đánh với một đám người theo phe Anarchy. Trận đấu tuy Batman đã bị áp đảo về số lượng, tuy nhiên phần thắng đã thuộc về tay anh. Sau đó thì chiếc mặt nạ của Anarchy bị rớt, làm lộ ra hắn chỉ mới là một trẻ vị thành niên. Hắn cho rằng người dân Gotham yếu kém khi nhìn thành phố dần mục rữa, lẫn những hành động của Batman cũng yếu kém nốt. Batman đành trói hắn lại, gọi cho GCPD đến để bắt giam cậu nhóc này. Đến được căn hộ Black Mask tại tháp Lacey và phân tích hiện trường vụ án, Batman biết được vụ án đã xảy ra vài ngày trước. Tên sát nhân đã đột nhập vào căn hộ, giết chết bạn gái của Black Mask khi cô đang nhắn tin với hắn, với nội dung đề cập tới cụm từ The Joker. Sau đó, tên sát nhân đã bắn hạ một tên đeo mặt nạ đen khi tên đó đi vào, nhưng thực chất hắn không phải là Black Mask. Ngoài ra, sau khi sát hại hai nạn nhân, tên sát nhân còn bị một kẻ lạ khác đột nhập từ ngoài ban công, tấn công bất ngờ. Batman cũng thu thập được vài mẫu DNA và cần tìm tới cơ sở dữ liệu tội phạm quốc gia nằm tại tòa nhà sở cảnh sát thành phố Gotham để phân tích qua cơ sở dữ liệu tại đây. Alfred đề nghị Batman nên quay về căn cứ Batcave để lấy thêm một món vũ khí có tên là Decussion Detonator, là một vũ khí tầm xa có khả năng làm choáng đối phương trước khi xâm nhập vào trụ sở cảnh sát. Lèn vào được GCPD, Batman biết được rằng Gordon là số ít cảnh sát liêm chính còn sót lại tại cơ sở cảnh sát. Phần đông đã bị tha hóa và tất cả bọn họ cho rằng với cái chết của ủy viên Loof thì Gordon sẽ dễ dàng từ đại úy lên chức ủy viên, và bọn hắc cảnh kia thì tìm cách phá hoại danh tiếng của ông. Đến được phòng cơ sở dữ liệu, nhưng cánh cửa nơi đây đã được bảo mật bằng một hệ thống khóa điện tử. Batman đã không thể đơn thuần dùng thiết bị hack để mở khóa được. Anh đành tìm con đường khác. Khi di chuyển, Batman cũng biết được nhóm SWAT của sở cảnh sát cũng muốn giải thưởng 50 triệu đô kia bằng cách mang xác của anh tới cho Black Mask. Sở cảnh sát giờ đây đầy những thành phần tha hóa. Đó cũng chính là mặt tối của một thành phố sầm uất như Gotham. Khi đi ngang qua phòng thẩm vấn thì anh trông thấy một viên cảnh sát đang tra khảo Loose Leaf. Anh nhận ra ngay hắn ta chính là tên lính của Penguin, người bị anh dốc ngược tra khảo để tìm ra vị trí của Penguin ban đầu. Tra khảo hắn là Batman biết được có một thiết bị tên là Disruptor có khả năng làm nhiễu vô hiệu hóa các thiết bị điện tử. Đó cũng là một cách có thể phá được hệ thống bảo mật của phòng dữ liệu. Được biết, Disruptor hiện đang được cất giữ ở phòng vật chứng. Batman liền đi tới đó. Batman cũng được chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa hai cha con nhà Gordon. Khi Barbara cho rằng việc Batman làm là đúng, còn James thì lại nghĩ rằng những việc mà anh làm không khác gì tội phạm. Đến được phòng vật chứng, lấy được Disruptor và cũng nhờ nó mà Batman đã vào được phòng lưu trữ dữ liệu. Tại đây anh đã bắt gặp Barbara Gordon. Barbara đã gợi ý cho anh rằng có thể kết nối với hệ thống mạng lưới dữ liệu của GCPD ở bên dưới tòa nhà. Nhờ vậy thì sau này anh có thể truy cập dữ liệu từ xa. Cô còn cho anh biết là anh có thể đập nhập vào đó bằng hệ thống cống ngầm. Vừa ngay sau đó thì đội SWAT ập vào, dùng lựu đạn hơi ngạt bắn vào. Barbara đành chạy ra giữ chân đội SWAT, câu giờ cho Batman rời đi, chấp nhận ý kiến của Barbara. Batman quyết định đột nhập vào tầng hầm của GCPD. Trên đường rời khỏi tòa nhà để tìm tới hệ thống cống ngầm thì anh đã có một cuộc chạm trán nhỏ với James Gordon. Họ đã có một trận cãi vã nhỏ trước khi những thành viên của Team SWAT ập tới và gây chiến và Batman đành phải rời đi. Alfred đã gửi cho Batman vị trí của cửa cống dẫn tới bên dưới tòa nhà của GCPD và anh đã đi tới đó. Khi vừa xuống đường cống thì Batman đã phát hiện ra rất nhiều lính của Black Mask đã ở đây và rất nhiều thuốc nổ. Đến được hệ thống máy chủ ở dưới đây, kết nối với Bat Computer thì Batman cũng đã hiểu ra mọi diễn biến của vụ án tại căn hộ tháp Lacey. By now, Gotham PD thinks Roman Sionis is dead, the casualty of a turf war, murdered by the Penguin. But I know better. Someone spooked Sionis' girlfriend, so he sent her to his safe house, which was anything but safe. Sionis showed up later, ready for trouble, and found it. Or so it seemed. Roman's always been paranoid. It's probably why he's lasted this long. He'd sent in a decoy, giving himself the element of surprise, but it wasn't enough. There was a fight. Sionis lost. The killer didn't hesitate to shoot the decoy, but he wanted Roman alive to access the cash stored at the Gotham Merchants Bank. With Sionis under control, all that remained was to tie up loose ends.
but it wasn't the fire that killed Cyanus' girlfriend. What kind of a monster forces a man to kill the ones he loves? The Joker. He's the shadow I've been chasing. And now I know where he's going next. Gotham Merchants Bank. Và bây giờ, điểm đến tiếp theo của Batman trong đêm nay chính là ngân hàng thương mại Gotham. Khi thoát khỏi tòa nhà GCPD bằng hệ thống cống ngầm, Batman đã gặp ba tên đeo mặt nạ thỏ mang súng đứng hát hò nhảy múa cho anh. Hát xong thì từ mặt nạ thỏ phát ra dòng điện giết chết ba tên đó, và anh được một tên tự xưng là Mad Hatter liên lạc. Hắn đã bắt một cô gái và gọi cô là Alice và thách thức anh hãy tìm đến và giải cứu cho cô gái này. Nơi mà hắn đang ở và giam giữ cô gái kia chính là một cửa tiệm nón. Cửa phòng đã bị khóa, Batman đành phải đi qua lỗ thông gió, bất ngờ tấn công hắn cùng đồng bọn. Batman dễ dàng khống chế Mad Hatter và bắt hắn phải khai ra vị trí của cô gái đã bị bắt cóc. Nhưng tên này không phải dạng vừa, hắn đã thôi miên tâm trí Batman và làm cho anh bị nhốt vào một nơi hắn gọi là xứ sở thần tiên. Trong thế giới giả tưởng này, Batman đã vượt qua những chướng ngại khác nhau, những chiếc bẫy điện, một toán kẻ thù bước ra từ trong gương, những sợi dây mỏng như những màn trình diễn trong rạp xiếc hay những con lắc đồng hồ khổng lồ. Với những sức mạnh và tinh thần vượt bậc, Batman đã hoàn thành được thử thách đó và trở lại thế giới thực tại. Đối diện với Mad Hatter khi hắn đang uy hiếp cô gái, Batman đã thiết lập mục tiêu cho Remote Control Batarang và ném đi. Lượt ném đã hụt Mad Hatter, nhưng sau đó chiếc Batarang đã quay lại và phang vào đầu của hắn, làm hắn thả cô gái ra và Batman đã nhanh chân chạy tới đấm hắn bất tỉnh. Sau đó Batman đã gọi cho GCPD đến cứu cô gái và bắt giữ tên Mad Hatter này. Batman nhanh chóng tới được ngân hàng thương mại Gotham và được chạm trán với Black Mask ở đây. Nhưng rồi mọi chân tướng đã được lộ diện. Black Mask gây ra những sự việc thời gian qua chính là tên Joker đóng giả. Chính hắn là người đã gây nên cuộc náo loạn ở nhà tù Blackgate. Chính hắn đã thuê 8 sát thủ để săn lùng Batman. Trước khi rời đi, hắn đã cho nổ tung kho tiền của ngân hàng. Cô nhân viên ngân hàng đã chết, nhưng may mắn là Batman đã sống sót. Sau khi tỉnh lại, anh đã nhanh chóng đuổi theo chiếc xe của Joker. Tra khảo một tên lính của Joker thì được biết Joker đã bắt Black Mask tới nhà máy thép Sionis, cũng là nhà máy thép của Black Mask. Và anh cần nhanh chóng tới đó trước khi Joker kịp giết hại thêm nhiều người nữa. Sau khi rời khỏi ngân hàng thương mại Gotham thì bên ngoài Batman nghe tiếng trẻ em khóc. Lần mò tới thì thấy một chiếc nôi trẻ em, bên trong không phải là em bé mà chỉ là một máy ghi âm phát tiếng khóc thôi. Bất thình lình thì anh bị tấn công bởi Lady Siva, một trong 8 sát thủ được thuê để đoạt mạng anh. Nhưng cô ta bảo mục đích chính là để cho Batman một bài kiểm tra. Bài kiểm tra của Siva sẽ là có một người đàn ông phải chết ở đâu đó tại Tân Gotham, một khu vực ở phía nam của Gotham cũ và được kết nối bởi cầu Pioneer. Và Batman phải tìm ra và giải cứu người đàn ông đó. Batman đã tìm đến khu mua sắm phức hợp và phát hiện người đàn ông bị Siva bắt giữ là một viên cảnh sát. Ông ta đang bị treo lơ lửng bởi một sợi dây mỏng trên một hồ nước đã được dẫn điện qua ở bên dưới. Để cứu người đàn ông, Batman phải tìm cách ngắt nguồn điện kia. Tìm được hai nguồn cung cấp điện và ngắt thành công, nhưng đồng thời anh cũng bị các sát thủ Siva tấn công. Dĩ nhiên là điều đó không làm khó được Batman. Cuối cùng thì anh cũng đã cứu sống được thành công vị cảnh sát kia. Được biết đồng đội của ông cảnh sát này đã bị đám sát thủ kia bắt đi. Batman cần phải lần theo dấu vết bởi các mẫu máu rơi vãi để tìm đến viên cảnh sát còn lại. Nhưng thật đáng tiếc là ông ta đã chết. Shiva xuất hiện, Batman tức giận hỏi cô vì sao cô lại giết ông ta. Shiva bảo rằng đây là một hắc cảnh và bảo anh hãy tiếp tục tìm đến cô tại công viên Sheldon. Batman đi tới công viên Sheldon và vào bên trong tòa tháp Wonder, và tại đây Batman đã đối đầu với Shiva cùng đồng bọn. Trận chiến diễn ra cân sức giữa hai bên. Shiva quyết định dừng trận đấu, bảo rằng Gotham không thể cứu rỗi mà chỉ có thể được tái sinh từ tàn tro. Sau đó cô ta biến mất. Sau đó Batman tiếp tục đi tới nhà máy thép Sionis, và bên trong nhà máy thép truy cập vào máy tính của Black Mask thì Batman biết được hắn đã bị một hội chứng rối loạn nhịp tim và cần tới máy điều hòa nhịp tim thì mới sống được. Batman có biết thì ra Black Mask cũng có theo dõi Joker. Nếu tìm và tra khảo hắn thì có thể biết được thêm về âm mưu của Joker. Đi tiếp tới văn phòng của hắn thì bắt gặp Black Mask đang bị treo lên, còn Joker thì không thấy đâu. Batman hù dọa Black Mask thật bằng cách hack vào hệ thống điều hòa nhịp tim. Nếu hắn không nói những điều hắn biết về tên Joker thì Batman sẽ làm cho tim hắn đập nhanh hơn bình thường. Bất thình lình thì Batman bị tên Copperhead tấn công và tiêm vào người anh một loại độc thần kinh gây ảo giác. Trong khi chất độc đang thấm dần, anh cần phải tìm ra mẫu chất độc và gửi nó về Bat Computer để Alfred có thể phân tích và tạo ra thuốc giải. Tiếp theo, Batman cần phải đi tới vị trí mà Alfred có thể gửi thuốc giải xuống. Trên đường đi, Batman gặp rất nhiều ảo giác. Ảo giác Alfred đang trách cứ anh về việc anh làm. Ảo giác về ủy viên Loaf đổ tội cho anh về cái chết của ông, và cả ảo giác của nữ nhân viên ngân hàng xấu số. Ngoài ra, Batman còn phải chiến đấu với Copperhead và cả những ảo giác phân thân của hắn do chất độc gây ra trong tình trạng suy yếu này. Tuy vậy, với tinh thần sắt thép, Batman đã kịp đánh cho hắn yếu đi, và khi Alfred gửi thuốc giải xuống, anh đã lấy lại được tình trạng khỏe mạnh và hạ gục tên Copperhead này. Khi bị trói lại, hắn muốn thương thảo một chút. Hắn bảo rằng Joker đang triệu tập những sát thủ lại, và nếu Batman thả hắn ra thì hắn có thể cho anh ta biết vị trí của cuộc họp mặt này. Nhưng Batman từ chối, với anh như đó là quá đủ. Batman nghĩ ra cách có thể truy được tín hiệu điện từ găng tay phát điện của tên Electrocutioner, thông qua đó có thể tìm được vị trí của cả Joker lẫn những tên sát thủ còn lại. Vừa ra ngoài, Batman nhận được tin từ Alfred
rằng có một tín hiệu SOS được phát ra và ông đã gửi vị trí cho Batman để anh có thể tìm tới điều tra. Tới được vị trí nơi tín hiệu SOS được phát ra thì tự dưng máy bay trực thăng của cảnh sát thành phố đã tiếp cận anh, nhưng bất ngờ thay, chiếc máy bay bất thình lình mất lái, bốc cháy và lao xuống dưới đường. Batman đành phải bay xuống giải cứu, tìm kiếm người sống sót nhưng chẳng một ai sống sót cả. Khám nghiệm hiện trường thì Batman biết được chiếc trực thăng đã bị mất lái do ai đó đã bắn vào đuôi nó, làm cho phi công lạc tay lái. Nhờ có khả năng phân tích từ Detective Vision mà anh lần ra vị trí của viên đạn đã bắn ra, tìm tới đó và tại đây phát hiện xác chết của một đặc vụ SWAT. Phân tích thêm một lúc nữa thì Batman biết được ra lính SWAT này đang nhắm vào anh, và khi chuẩn bị bắn anh thì ai đó đã bắn lính SWAT này và làm cho viên đạn đó lệch hướng và đâm vào đuôi máy bay. Kẻ có khả năng làm điều này chỉ có một, Deadshot. Lần ra vị trí bắn của Deadshot, nhưng tại đây Batman chỉ tìm thấy một vỏ đạn rỗng với dòng số 451.326. Batman đoán rằng đó là tần số radio, và thật sự khi chỉnh tới tần số đó, Batman đã nhận được lời khiêu chiến của Deadshot tại ngân hàng thương mại Gotham, và Deadshot cũng có bắt một người làm con tin. Batman đã tới đó, thành công giải cứu con tin và hạ gục Deadshot lẫn lính của hắn. Sau đó, Batman để lại bọn chúng cho GCPD bắt giữ. Quay lại công việc chính, Batman truy theo tín hiệu từ găng tay của tên Electrocutioner thì đã dẫn anh tới khách sạn hoàng gia Gotham. Lạ lùng thay, nơi đây là nơi mà Joker triệu tập sát thủ, nhưng tại sao lại được canh gác bên ngoài bởi đặc vụ SWAT? Thì ra SWAT đang muốn giữ bí mật với Gordon và truyền thông tránh xa khỏi những việc đã xảy ra bên trong khách sạn này. Vào bên trong khách sạn, Alfred gợi ý rằng Batman hãy tới phòng bảo vệ để tìm vị trí của Joker thông qua các camera giám sát. Khi di chuyển, khắp nơi bên trong khách sạn này đều được chất đầy thuốc nổ. Không biết ý đồ của Joker là gì đây. Vào được phòng bảo vệ, thông qua một camera giám sát, Batman đã chứng kiến cuộc họp giữa Joker giả danh Black Mask và các sát thủ. Friends, assassins, welcome to our first quarterly performance review. As you can see here, Batman deaths are coming in far below projections. We are really gonna have to turn this around. And by we, I mean you. Got that, Mr. Cutioner? Just who the hell are you? I'm the guy with the money. And the gun. So, when I hire you to kill the Batman, you... Shut the hell up and kill the Batman! So do you have anything else to contribute? I didn't think so. Fantastic! Anyone want a piece? All right, meetings adjourned. Get out there and kill the bat. Move it along, big boy. No, he's coming for you now. And when he gets here, I'm going to kill him. Oh, you wait. Well, this should be interesting. Whee! Batman sau đó từ xác chết của Electrocutioner đã lấy được Shock Glove và dùng nó cấp điện lại cho thang máy và đi lên tầng nơi mà Joker đang ở. Sau bao nhiêu chướng ngại, cuối cùng Batman cũng đến được thang máy dẫn lên tầng của Joker, nhưng anh lại bị Bane tấn công bất ngờ. Batman và Joker sau đó đã có một cuộc nói chuyện ngắn. Sau đó, như bỡn cợt với Batman, Joker đã cho nổ một tòa nhà ngay trước mặt Batman. Sau đó anh đã tức giận và đánh Joker, nhưng Bane đã ra tay ngăn cản. Batman và Bane đã có một trận chiến kinh thiên động địa. Tên Bane không chỉ mạnh mà còn được cường hóa thêm với sức mạnh của một loại chất hóa học màu xanh nào đó. Vì thế Batman có vẻ đang yếu thế và có thể bị giết. Alfred đã báo cho GCPD để họ tới ngăn chặn trận chiến này lại. Tên Bane đành phải rời đi bằng trực thăng, nhưng Batman đã nhanh tay bắn thiết bị theo dõi lên người hắn. Tên Bane sau đó đã bắn một quả rocket vào Joker, làm hắn văng xuống bên dưới. Batman đã đành phải nhảy xuống và cứu hắn. Bane thì trốn thoát thành công. Sau đó anh
để Joker lại cho GCPD bắt giữ, còn anh cũng mau chóng thoát đi. Tại nhà tù Blackgate, Joker đã gặp một bác sĩ tâm lý. Tại đây, hai người họ đã có một cuộc nói chuyện. Những hoạt động trong game sau đó đều là trong tâm trí của Joker, và vị bác sĩ tâm lý kia chính là Harley Quinzel, và về sau này sẽ là Harley Quinn. Về phần Batman, anh đã quay lại Batcave. Tại đây anh nhớ lại cái đêm kinh hoàng, cái đêm mà cha mẹ anh đã mất, cái đêm cho anh lý do để trở thành Batman, thanh tẩy thành phố này. Tại Batcave, Batman biết được rằng Bane hoặc một tên thuộc hạ nào đó của hắn đã bị bắn chết và xác hắn đã được đưa tới nhà xác của GCPD, và anh đã quyết định sẽ đến đó để khám nghiệm tử thi xác chết kia. Trước khi rời đi, Alfred và Bruce đã có một cuộc cãi vã. You're a young man with a trust fund and too much anger. You're in over your head, and I don't want this to be your end. Alfred, who do you see when you look at me? The boy whose shoes you used to tie every morning? The teenager you drove to his first date? While you are here every night, I am out there. The only thing between the innocent you and the predator. You may be! No, not what? May be. I am. When the mugger or the thief stops to think twice, that is fear. That is what I am. That is why they hired assassins, because I am the reason the criminals breathe easier when the sun rises. So no, Alfred, I am not in over my head. Tonight will be mine, but it will be theirs. GCPD giờ canh phòng cẩn mật hơn, và Batman đành phải thông qua đường cống ngầm để đến được bên trong tòa nhà GCPD nhằm tìm đến nhà xác. Tại đây, thông qua khám nghiệm tử thi, Bane và đồng bọn của hắn đã dùng một loại hợp chất hóa học đặc biệt để tăng cường sức mạnh vật lý của bản thân, và thiết bị theo dõi mà anh gắn lên người Bane trước đó cũng có phản hồi. Batman quyết định đi một chuyến tới căn cứ của Bane. Thông qua các nghiên cứu tại căn cứ của Bane thì hợp chất hóa học có tên là Venom này tuy ban cho người dùng sức mạnh vô địch nhưng lại có tác dụng phụ là gây nghiện và có thể gây mất trí nhớ và giảm trí thông minh. Bane cũng đang nghiên cứu cách loại bỏ tác dụng phụ của Venom. Thâm nhập sâu hơn vào căn cứ của Bane, Batman đã phát hiện ra thì ra Bane đã biết thân phận của Batman chính là Bruce Wayne. Anh nhanh chóng tiêu hủy mọi chứng cứ mà Bane thu thập được và nhanh chân trở về Batcave vì lo ngại Alfred sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng chẳng may, tên sát thủ Firefly đã cho bắt con tin trên cầu Pioneer và đặt bom tại đây nhằm nhử Batman ra. Anh đành phải giải quyết trước với tên này rồi mới quay về Batcave được. Tại cầu, anh đã thông báo cho Gordon không được cho người đi lên cầu, nếu không Firefly mà kích hoạt bom thì các đặc vụ cảnh sát sẽ chết. Anh cũng bảo rằng anh sẽ tự mình loại bỏ các quả bom kia và mang Firefly đến cho Gordon. Được biết thông qua tra khảo một tên lính lác thì có tất thảy 4 quả bom, thành công phá bom, thành công cứu được con tin, thành công bắt giữ Firefly. Nay Batman đã dần có được niềm tin từ người dân Gotham lẫn đại úy Gordon rồi. Trên đường bay về Batcave thì anh đã nhận được cuộc gọi từ đó, nhưng bên kia đầu dây không phải là Alfred mà chính là Bane. Tức tốc quay về đây, chẳng may Bane đã phá hủy hệ thống máy tính nên Detective Vision của Batman cũng không hoạt động được. Anh đành phải sửa lại Batcomputer rồi đi tìm Alfred. Bruce tìm thấy Alfred nằm thoi thóp dưới đống đổ nát bên trên một mỏm đá phía dưới. Anh nhanh chóng bay xuống cứu lấy người quản gia, nhưng đã quá trễ. Alfred nói lời cuối cùng với Bruce rồi chút hơi thở cuối cùng. Nhưng Bruce không từ bỏ, anh dùng sức mạnh điện từ Shock Glove, sốc điện làm tim Alfred đập trở lại cứu sống ông. Sau đó có một bản tin nói rằng Joker đã vượt ngục Blackgate thành công, bắt giữ con tim và gây náo loạn lớn tại nơi đó. Nhờ có sự động viên từ Alfred, anh đã lấy lại tinh thần và quyết định tới Blackgate để giải quyết với Joker. Đến được đây, Batman phát hiện nơi đây đã trở nên hỗn độn vô cùng. Sau đó Batman quyết định thông qua đường cống ngầm mà đi vào bên trong nhà tù này. Batman cũng giải thoát cho con tin, và đó cũng chính là bác sĩ tâm lý Harley Quinzel, tiếp cận được Joker. Nay hắn đã biết được phương châm không giết người, kể cả tội phạm của Batman, nên hắn và Bane đã ra thử thách với anh. Bane sẽ đeo theo một thiết bị theo dõi nhịp tim lên người, và với mỗi nhịp tim Bane đập đều sẽ sạc đầy chiếc ghế điện mà Joker đang ngồi vào. Batman hoặc là giết Bane để Joker không phải bị giật chết, hoặc là để Bane sống nhưng Joker lại sẽ chết. Đây đúng là tiến thoái lưỡng nan. Sau đó Bane nhảy xuống và tham chiến với Batman. Trận chiến diễn ra được một lúc, Batman bị thất thế trước Bane thì Gordon xông vào dùng súng khống chế Joker, nhưng tên Joker không phải tay mơ mà vừa ngồi trên ghế vừa đánh được Gordon. Sau đó hắn còn đeo chiếc nón của ghế điện cho ông. Batman lát sau nhớ lại lời nói ban đầu của Electrocutioner, nhờ đó đã tìm ra lời giải cho bài toán này. Anh sẽ đánh Bane bằng Shock Glove nhằm làm tim hắn ngừng đập tạm thời, như vậy ghế điện sẽ không còn sạc pin nữa. Sau đó sẽ làm sốc tim hắn sống lại như cách anh đã từng làm với Alfred, và anh đã đánh Bane tới khi tim hắn ngừng đập thật. Joker vui mừng vì việc đó và hắn đã rời đi. Batman sau đó nhờ Gordon và quản ngục Joseph đuổi theo hắn, còn mình ở lại sốc tim để cứu sống Bane. Sau khi tỉnh lại, hắn không những không biết ơn Batman đã cứu mình mà còn tiêm thêm vào người hợp chất TN1
phiên bản nâng cấp của Venom. Sau đó hắn đã biến thành một con quái vật khổng lồ dị dạng. Cực khổ lắm Batman mới đánh bại được tên Bane to lớn này, và cũng thật may mắn, tác dụng phụ của TN1 đã ảnh hưởng đến Bane làm cho hắn không còn nhớ Batman chính là Bruce Wayne nữa. Nhờ đó mà anh đã giữ được bí mật thân phận của mình. Được tin Joseph bị bắn thì anh đã đến để giải cứu, nhưng chẳng may tên Killer Croc đã xuất hiện tấn công anh. Còn có một tên xạ thủ chuẩn bị bắn anh nữa. Cũng may Gordon xuất hiện kịp thời cứu cánh cho Batman, còn Killer Croc thì chạy thoát. Được Gordon cho hay thông tin là Joker đã đến bên trong nhà thờ của nhà tù, anh liền đuổi theo sau. Tại đây Joker chế giễu anh rằng anh đã phá đi luật lệ của bản thân mình, nhưng không, Batman đã lật kèm một câu nói Bane còn sống như một cái tát vào mặt Joker. Joker sau đó đổi ngay thái độ thành bực bội, và hai bên đã có một trận đánh nhau, và Batman đã hạ gục Joker sau nhiều quả đấm, và sau đó anh để lại Joker cho Gordon bắt giữ. Kết game là lời nói của Gordon rằng ông cuối cùng đã thừa nhận Batman có thể cho thành phố này một niềm tin mới. Và ở phần after credit, Deathstroke đang ở trong buồng giam của nhà tù Blackgate thì được một người đàn bà tên là Amanda Waller tiếp cận và yêu cầu ông tham gia với bà ta trong một đội có tên là Suicide Squad. Và đó cũng là kết thúc rồi. Mọi người thấy sao về hành trình đêm Giáng sinh này của Batman? Còn bây giờ, nếu thấy hay, hãy like, share cho video này và subscribe cho kênh Ăn Game của tụi mình để tụi mình có thêm động lực làm thêm nhiều video nữa nhé. Và mình là Minh của Ăn Game. Chào các bạn và hẹn gặp lại.